rồi rồi chạy rồi chạy rồi cái bóng đang bờ nè, đây em nó một người quá đã phán được rồi liền. Chạy nặng chứ. Rồi, chào mọi người quay trở lại với kênh Bùi Vlog nha. Sáng nay mấy ngày nay thì biển quê mình đang sóng lớn không đi biển nữa rồi. Bây giờ mình có dịp đi lại đi câu trong sông rồi. Hôm nay một phần mình sẽ đi lua cá chẽm, cá hồng. Nhưng mà giờ chưa lua thì giờ anh em mình đi câu trước, đi câu cá bóng rồi. Cái dọc này là những cái hồ tơ mà nuôi mọi người. Nhưng mà hồ tơ hôm nay họ đã bỏ lâu rồi thì nó sẽ có cá bóng. Giờ mấy nay mình sẽ đi dọc dọc cái hồ này ra để nhấp cá bóng. Ở trong mấy những cái hồ này. Đây, mấy anh em đang cầu phía trước. Cầu mới chưa? Nước khá là trong. Đó, bóc lên con nè. Bây giờ con mốm hả? Có rô phi không hả? À? Rồi, giờ ra cần thôi. Ây da. Đó. Rô phi không? Ông Hành á. Đó. Rupi con không mọi người. Rupi đi bỏ lại. Đó thịnh. Anh này mình chỉ còn có bóng thôi. Có màu quá. Có màu quá. Nhưng mà hồ Rupi quá nhiều. Xong có không ta? Có lắm, mới chạy đâu đi rồi đó. Cho mắt màu cũng dở quá. Đó đó, chỗ đó, đó đó. Thôi, bà Rô Phi được rồi. Thở nhanh nhanh đi. Dục qua xuống nước đi. Chờ qua xuống mặt đất luôn. Cái bóng mà để mồi trước miệng là rồi 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 rồi. Đi. Đi đó mày. Em có bóng đầu tiên rồi. Đồ con nó to mà cũng kinh. Rồi rồi bỏ giật nè. Rupi nhiều quá. Rồi 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 chạy rồi. Chạy rồi. Cái bóng đang bờ nè, đây em nó một người, quá đã. Phán được trong đó liền. Chạy nặng chứ. Đó, thịnh được rồi đó. Đâu, to không, to không thịnh, quá. Cùng cỡ mọi người. À, nó nằm trong bờ nè chứ nè. Cứ, cứ, đó, đó, đó. Rồi. 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 Có phi to. Nhưng mà anh em mình không câu, không câu mấy bà này. Phá mồi quá. Cứ đi có bóng to rồi. Còn. Cứ. Câu đó hả? Câu mua nhanh nữa. Ông ơi. Cơ. Đất thì cần có hà đây chứ. Cơ. Sao luôn, sao luôn. Ừ, bóng này. Cơ. Ôi, mạnh cờ được con cá rồi. Cơ. Con này hơn nửa ký rồi chứ. Quá kinh điển.
lấy đồ sau. Bỏ hàng góc luôn. Từ từ lấy giật luôn. Để cầm cái bóng chỗ này nè. Bỏ xuống mới được luôn hả? Nhấp kiểu không lành liền dính cái cài gì nữa. Không tháo, không tháo. Súng bỡ liền. Trả lại mấy ngồi mày. Làm thử quá mày. Mà khai nó có trò phi rồi nhá. À. Chỉ nhẹ quá, nặng ấy, nhấp như trước. Gơ. Heo có mú. Heo có mú nè. Kìa. Heo có mú. Đập mình lâu đi nữa rồi. Ăn cục chì không hả? Giờ cầu hóa thì hang hoang nữa, mà đi không? Đó thỉnh. Để dứt vào đôi phi to luôn nè. Hử? Ây da. Sao? Đâu? Có rô phi mà. Đó, coi gì đỡ rồi đó. Bóng. Rô phi chạy lại. Lúc rồi nó giật tục liền á. Rô phi chứ bây giờ có bóng nè. Bóng mở đứng rồi heo ăn luôn á. Nhấp đi. Đâu? Bóng đâu? Đó, bóng được em một em có bóng rồi. Rồi luôn, đây. Đây ra đó. Ừ. Nhìn khó tiêu đúng không ạ? Đây mọi người. Vô, dỡ giật đi. Rồi, lại. Rồi. Đợi chưa? Quá chăm chăm. Đi đi, tay qua kia cao lên. Ủa này ăn lại thân nè, ủa này ăn lại thân. Hả? Ủa này ăn lại thân. Ăn rồi một kiểu. Sao? Em đây đó. Thấy chưa? À, cái bóng. Ê, một cái bóng được chưa nè. Đây, vô giật. Cá mà không con, để con này chứ. Cá này. Thôi, để em đi quay quay cho anh vui. Để qua nước quay. To này, vô vào to này. Cá to này, cá to này, đó. Cá hang chỗ này nè, cho nên có cá hang mà. Đó, còn dưới, ở dưới có, ở dưới bờ ngay cá hang có con kìa. Để chưa, để chưa. Hả? Hết mồi luôn. Hết mồi luôn rồi hả? Còn không? Hết mồi. Hả? Sao một câu anh em mình không cần về đâu mọi người. Thành quả cũng được rồi. Cũng được tương đối xíu mọi người. Đây, có bóng. Đây, ao đi ném rồi hả? Đây, có bóng đâu mọi người. Bóng cho măng. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video tới giờ phút này nhé. Nếu mọi người thấy video này hay, video này hấp dẫn thì mọi người cho anh em mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Rồi, tạm biệt mọi người. Về thôi.